Khoảng 13 giờ chiều, ngày 3 tháng 8 năm 2020, trên tuyến đường DT848 đoạn qua địa phận xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe chở rác. Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Lan Thảo, biển số 61B01166, đang lưu thông trên đường DT848 hướng đi Sa Đéc. Khi vừa qua chợ Cai Châu thì va chạm với xe chở rác, biển số 66C08315. Vụ tai nạn làm 4 người bị thương, trong đó có 3 người nguy kịch. Tại hiện trường, hai xe nát bét phần đầu. Được biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn là lúc trời đang mưa. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn và số người thương vong đang được ngành chức năng điều tra làm rõ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.